Tại đồng bằng sông Cửu Long, không phải bất cứ ai làm việc trong ngành du lịch cũng được đào tạo bài bản từ trên ghế nhà trường. Theo Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, hơn 85% lao động ở lĩnh vực này là chưa qua đào tạo. Riêng số lao động có trình độ đại học và trên đại học đúng chuyên ngành chiếm tỷ lệ không đáng kể. Càng đáng lo ngại hơn khi số lao động giỏi lại đang có xu hướng dịch chuyển về các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Điều này càng dấy lên nỗi lo cho sự phát triển chung của cả ngành. Rõ ràng, kinh doanh du lịch là một ngành có thể hái ra tiền. Tuy nhiên, bên cạnh sản phẩm độc đáo thì rất cần một nguồn nhân lực dồi dào và có chất lượng. Vậy các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long có những giải pháp như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ, cơ sở công lập duy nhất đào tạo chuyên ngành về du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu về vấn đề này. Một tiết học của ngành hướng dẫn viên tại trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ không chỉ giảng dạy theo kiểu một chiều mà sinh viên được yêu cầu thể hiện những kỹ năng mềm, nhất là việc thuyết trình trước đám đông. 30% lý thuyết và còn lại 70% thời gian là chúng tôi cho các em nó thực hành. Và khi mà thực hành á, thì các em chúng tôi cố gắng đưa ra những cái nội dung rất là phù hợp với lại doanh nghiệp. Chúng tôi tìm hiểu xem cái doanh nghiệp họ đang có cái nhu cầu như thế nào và chúng tôi đào tạo cho sinh viên mình để đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp. Thay đổi phương pháp giảng dạy giúp sinh viên hứng thú và yêu thích ngành học. Từ chỗ rụt rè, nhút nhát, nhiều em đã trở nên năng động hơn, tự tìm tòi và tích lũy kiến thức, kỹ năng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Trong quá trình tôi học thì tôi học có rất là nhiều kỹ năng, đặc biệt là về giao tiếp, về các kiến thức liên quan đến ngành học như là các tiến điểm du lịch, thiết kế chương trình du lịch. Tiếng Anh là một trong những là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, nhưng mà chúng ta cần phải là học hỏi và trau dồi thêm một số ngôn ngữ khác như là tiếng Pháp, tiếng Hoa chẳng hạn. Không thể làm tốt yêu cầu công việc nếu chỉ có kiến thức từ trên ghế nhà trường. Từ thực tế đó, nhiều năm qua, trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ đã hợp tác với các đơn vị trong ngành du lịch nhằm đưa các bạn sinh viên đến thực tập. Giới thường, đó là những kinh nghiệm quý giúp em tự tin hơn khi tốt nghiệp ra trường. Thì để trở thành một hướng dẫn viên du lịch thì tôi có cần rất là khoảng 3 yếu tố. Thứ nhất đó là gọi là cái lòng đam mê, cái sự yêu thích nghề. Thứ hai là cần phải kiến thức và thứ ba là kỹ năng. Nhà trường tạo điều kiện cho chúng tôi thực tập ở công ty. Thì tôi va chạm với thực tế sớm hơn và khi đó thì chúng tôi sẽ đối chiếu về những kiến thức mà thầy đã dạy ở trường, đối chiếu với những kiến thức mà chúng tôi đã được học từ các anh chị cán bộ ở công ty. Thì khi đó tôi sẽ đối chiếu và đúc kết được những cái bài học kinh nghiệm riêng cho mình. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đó là điều mà các nhà trường và cả công ty du lịch đều quan tâm. Như tại công ty Viettravel, bên cạnh tuyển chọn kỹ đầu vào, các hướng dẫn viên còn thường xuyên được tập huấn và thi xếp bậc. Điều này mang lại lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp. Hàng năm chúng tôi có kiểm tra và xếp hạng sao cho hướng dẫn viên. Từ những cái cuộc thi, thông qua những cuộc thi này chúng tôi sẽ đánh giá được cái kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cũng như là những cái yêu cầu cơ bản của cái ngành du lịch hiện nay. Thì trong thông qua đó chúng tôi sẽ được xếp đánh giá và xếp hướng dẫn viên theo dạng là từ 3 sao, 4 sao và 5 sao. Và từ những cái hạng sao này các bạn nhân viên sẽ được hưởng cái mức công tác phí tương ứng với cái năng lực của mình. Và sau đó thì cũng những thị trường chia ra, ví dụ như khu vực miền Trung, miền Tây hay là Đông Nam Bộ hay là miền Bắc. Khi tôi còn học trên ghế nhà trường thì thật sự những kiến thức cũng có những cái công dụng nhất định nhưng chỉ mang cái nền tảng cơ bản cũng chưa đủ để ra trường làm nghề. Nhưng từ khi vào công ty môi trường chuyên nghiệp năng động, tôi đã có nhiều cơ hội hơn được tham gia các lớp bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của hướng dẫn viên cũng như là các cái lớp đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp với hướng dẫn viên, thậm chí là có những cái khoảng thời gian được đi thực tế mở rộng thêm các thị trường trong nước và ngoài nước do công ty Viettravel tài trợ cho tổ hướng dẫn viên thực hiện. Và hàng tháng tại công ty Viettravel Cần Thơ cũng có những cái lớp để các hướng dẫn viên trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm cũng như là bắt gặp những cái vấn đề nào đó trong đường tour.